Quay cho các bạn coi. Phải quay cho các bạn nó coi thôi. Đó rồi. Phải quay cho các bạn nó coi, tại nó muốn đi làm nghề, chuyển nghề nó quay nó coi thôi. Hả? Tại nó muốn chuyển nghề nó quay cho nó coi thôi chứ không có gì anh. Anh cứ bán này anh quay xíu à. Cái này ngày mới được 100 ký không anh? Cam này ngày mới được 100 ký không? À bữa thì bán được hơn bữa không à. Không quay cái này sẵn giới thiệu xe cam con luôn có gì đâu mà. Ủa anh bán vòng vòng hóc môn hay anh bán vòng vòng hóc môn thôi hả? Nó quẹo quá kìa, rồi đúng rồi. Rồi cảm ơn anh đi bán đi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đi cho quay á. Đi làm đi. Ủa dạo này nhiều xe cam hết ta. Cái này thì 3 ký 10 ngàn hả? À cái này cam ngon mà. Tại quay đang quay xe cam.